Rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ. Hôm nay đó các bạn thì chắc là bắt đầu mình phải nghiên cứu tới xây dựng một chỗ để trồng cây á. Nghiên cứu trong cái mod lần này ăn, mình phải làm farmer mới được cho cái series lần này. Trong cái phần kiểu như campfire, mình thấy là lần trước mình học được cái chỗ nào á, nó có ở đây nè. Cái chỗ bắt cá đó các bạn thì nó có thêm một cái crop để trồng cây nữa nè. Cái đó thì được chế tạo trong người của mình thôi, mình thấy nó cũng dễ để chế tạo lắm. Đây, cái này thì chỉ cần gỗ đá với lại fiber thôi. Mình sẽ chế tạo thử bốn cái trước đi ăn, để xem có sử dụng ra làm sao đã. Mình đang dự định lúc đầu mình xây căn nhà là mình chừa hai cái lan can ở phía bên ngoài nè. Đó, mình tính để nó đây ăn, để cho trên này nó có mảng xanh cho nó đẹp. Đây, chế tạo được một cái nè. Chế tạo cũng nhanh ghê chứ. Chết rồi, nhưng mà cái này nó bự lắm. Cái này mà sao nó hiển gì lên vậy nè? À, nó hiện cái túi đồ mình lên hả? Cái này nó bự quá làm sao. Chết rồi, không được rồi. Ngoài dự tính của mình rồi, cái này nó bự quá. Vậy là đặt trên này không được, nó bị dướng mấy cái lan can, nó bị màu đỏ. Muốn là phải mở rộng thêm trên này, hoặc là chắc là mình phải làm ở dưới thôi. Làm một khu, gọi là khu riêng biệt ra phía bên ngoài nha. Trong này mình có mấy cái foundation mình lượm được á. Trong này có nè, bằng đá luôn nữa nè. Bốn cái nha. Mấy cái này mình loot được của mấy tên nô lệ nè. Hôm nay đã đến lúc sử dụng rồi. Cái này 2x2 lần ha. Nhìn nó rất là bự luôn á. Mình sẽ đặt bên đây một cái đi. Chỗ này nó bị vướng à. Thì đặt ở phía đằng sau cũng được. Thêm một cái nữa đi. Thêm một cái phía bên đây nữa. Ồ, cái sàn bằng đá này nhìn cũng làm chi tiết ghê chứ. Xịn hơn căn nhà của mình luôn á. Nhà mình bằng gỗ, còn phía bên ngoài này bằng đá. Ở này bây giờ lượm hết được rồi. Chết rồi. Dính dính cái cây đi luôn không? Phía bên ngoài này mình lượm được. Vậy mình trồng ở phía đằng sau đi. Rồi chết, bấm lộn. Có cái tô súp bây giờ nó ăn hoài luôn á. Bấm dính vào số 7 là nó ăn luôn à. Vào đây rồi. Mình sẽ canh cho nó ngay ngay cho nó đẹp đẹp chút xíu á. Giống giống kiểu trồng cây trong ARK quá. Cái này nó lỡ lỡ thì sao á. Tát quá thì nó bị đỏ đỏ lên. Nó bị le le ra phía bên ngoài nè. Thêm một cái nữa. Giờ có bốn cái thử nghiệm thôi. Bây giờ thì mình cần có hạt giống nè. Trong này mở lên còn hạt giống. Hạt giống thì mình lượm mấy cái cây này mình có trong này không? Mình không có à. Mình có mấy cái hạt giống mình bỏ trong cái rương trong này nè. Đây. Hạt giống này là như hạt giống su rồi là mía. Trong này fan là gì đây? Fan là mấy cây mà mình lượm được từ mấy cái bụi cây ngoài này nè. Có mấy cái hạt giống này không biết trồng ra cái gì nữa, mình thử. À, đây đây đây. Đổ xuống à. Ok, cái ô này mình sẽ trồng nguyên một bộ nó lên nha. Vậy là một ô trồng được ba nhân ba chín ô, chín nha, chín chín cây, chín cây. Còn phía bên đây là trồng mấy cây này đi. Đúng rồi, cây này chắc cây mía nè, thấy cái mầm nè. Chắc lát nữa lớn lên sẽ thành cây mía cho mình thôi. Trồng xuống, trồng xuống, trồng xuống. Đó, được hai loại rồi đó. Còn phía bên đây nữa, mình thấy là ở trong cái rương của mình có mình lút được mấy tên nô lệ, có bắp đồ, có lần trước lút được cả cà chua nó trong này nè. Đem ra thử là mình trồng được không? Mình nhân giống lên dần dần nó mới được. Berry, dưa hấu nữa ha. Đem dưa hấu ra luôn đi. Có thêm táo nè, có bắp nữa nè. Cà rốt nữa. Cà rốt này gieo được không biết nữa. Chuối nữa ha. Đem ra luôn đi. Chuối mình có hai loại luôn nè. Lúa mì nữa. Còn mấy cái túi này là cái túi túi gia vị. Cái túi mình có túi phân nữa. Túi phân đây đây, túi túi này mới túi phân nè. Túi bên kia là không phải là túi phân. Túi phân không biết sao bón vô được nữa. Chắc phải cầm ở dưới á. Còn dưa hấu này để mình ương dưa hấu thử coi, số 7 không. Quá. Ăn chắc chà chua luôn vậy. Số 5 chứ trời, lắm lộn. Nó ăn luôn á. Dưa hấu này nó ăn, nó không cho mình hạt giống à. Bấm vô là ăn còn su nè, bắp nè. Bắp cho mình lại hạt giống, vậy là mình có thể trồng được. Ồ, đúng một trái bắp luôn hả? Đó, trồng được cây bắp nè. Còn cà chua là ăn vô sẽ cho mình hạt cà chua đó, còn lựa ra được hạt cà chua nữa. Mà dưa hấu này không cho lại mình cái hạt cà chua, hạt dưa hấu không. Ăn xong cái hạt nó đau mất tiêu không biết nữa. Tiếp xếp lại một cái.
Còn cà rốt thì mình sẽ thử ra luôn ha, coi nó ăn luôn hay là nó, rồi nó ăn luôn rồi, nó không trồng rồi, rồi luôn mất củ cà rốt luôn. Đây hạt giống, à đây hạt giống nè, hạt giống cà chua nè, trồng xuống trồng xuống trồng xuống. Vậy mình sẽ ăn nhiều nhiều đi ăn, rồi là ăn lộn con cá luôn, hay quá, ăn nồi nóc luôn. Mà cà chua nhiều nhiều vô một chút xíu để mình trồng cà chua, rồi phân bón thử. Nếu mà mình bỏ phân bón ở trong này thì nó có khác biệt gì không? Ủa 8 cái cộng 7 cái nè. Cái phân bón này nó ghi, mình thấy ở trong này là nó ghi là trở nên, làm cho trở nên đất màu mỡ hơn á. Chắc sẽ giúp cho cây phát triển nhanh hơn. Bỏ trong này là nó phải mất đi một. Bỏ bên đây thì nó cũng sẽ mất đi một. Đúng rồi nè. Mà cái này không cần nước à. Không biết có cần nước không nữa. Mình có cái chai nước nè. Bỏ vô không được à. Không có bỏ bừa bãi ở trong này được đâu. Phải bỏ đúng của nó. Và hạt cà chua thì mình có lại nè. Số 5 nha. Đó, trồng luôn, trồng xuống. Ui, bên đây mía lớn rồi nè. Đó, mía bắt đầu lớn lớn lên, nhưng mà hiện tại là vẫn chưa thu hoạch được. Còn phía bên đây thì cây gì mình cũng chưa biết, nhưng mà nó giống giống mấy cây phía bên ngoài mình lụm lắm. Đúng rồi, chứ gì nữa nó đó. Chắc mấy cây này cây berry hay sao á. Và ở trong phần chế tạo là mình thấy có thể chế tạo được cái chỗ này là hứng nước nữa nè. Còn có thêm sắt nữa, đá với lại băng keo mình có nè. Hứng nước, cần có sắt, sắt ở trong này mình có. Lấy ra luôn, chế tạo luôn một cái. Mình sẽ chế tạo luôn cái máy nghiền nha. Còn có thêm sắt, bỏ sắt vô, dứt. Mình sẽ đem cái bàn này đặt ở phía chỗ này ha. Hay là phía bên đây nha, phía bên đây đi. Ngay chính giữa cho nó đẹp. Rồi, ở đây thì này. Ủa, à, cái này là sáp từ cây, từ gỗ nghiền. À, hàng gì ở tập trước các bạn comment nói là gỗ mình có thể chế tạo thành sáp á, thì ra là nó trong cái bàn này á. Bữa giờ mình chưa có chế hàng gì. Trời ơi. Vậy là bây giờ mình sẽ bỏ gỗ trong này ăn. Khoảng tầm 200 gỗ trong này thôi. Cho nó bắt đầu nghiền ra được 50 sáp ăn. Uy, tính ra bây giờ mình sẽ có sáp được rất là nhiều luôn á. Để mình chế tạo thành mấy cái polymer kết hợp với lại dầu á. Dầu mỏ là có thể chế tạo ra được polymer. Còn cho này nghiền ra được bột xương. Bột xương này để làm phân bón nè. Bắp bón mình có rồi, cho nên là thôi từ từ tính sao đi. Đây là bột bắp nè, chưa có bắp. Bên đây bột mía. À, còn có mía. Còn phía bên đây thì nãy mình thấy có thêm mía nè, đây mình ra mình nghiền ra hết ra. Làm thành đường á. Từ đường có thể làm được những cái loại thức ăn sau này để đi thu phục các bạn. Mấy thức ăn này để đi thu phục mấy con nô lệ, mấy con chiến binh á, nó sẽ nhanh hơn á. Mấy cái loại thịt này nè. Chứ còn ăn thịt này cùi lắm, lâu lắm. Còn phía bên ngoài này thử xem coi. Chỗ này chắc phải làm cầu thang đi lên đi xuống cho tiện quá, dướng dướng quá. Qua đây thì chưa thu hoạch được à? Ở đây thu hoạch được nè. Chỗ này chưa. Thu hoạch được berry nè. Được berry nhiều lắm. Quá chừng berry luôn. Berry với cái này nè. Quen này hả? Ôi coi trồng lại luôn. Số 6. Đó, nó phải cầm cái túi hạt giống này vậy nè. Bấm vô ngay cái số của nó đó thì mình mới có thể trồng xuống được. Và cây bắp cũng lớn lên rồi. Bên đây thì chưa được không. Bên đây nãy mình bón phân hết rồi đó. Đúng rồi. Bây giờ mình bón phân đầy đủ vô thì mình bỏ vô thì nó cũng sẽ không có tự hút phân được nữa. Và đây mình cũng chế tạo xong cái chỗ hứng nước rồi. Hứng nước mình sẽ để phía bên ngoài luôn đi. Cái này là gọi là cái đầu hứng nước mưa nè. Giống như kiểu xếp ở đây tô đai quá. Nhưng mà nó chỉ khác nhau ở hình dáng thôi. Mưa sẽ hứng vô trong này. Trong này chắc sẽ tạo những chai nước cho mình á. Mình cũng đây có 6 chai. 6 chai này lướt được mấy tên của tên nô lệ thôi. Bắp, à, bắp bắt đầu ra bông rồi các bạn. Sắp sửa rồi. Cà chua cũng ra bông rồi nè. Bên đây còn mấy slot nữa ha. Không có trồng gì hết cho nên mình sẽ trồng luôn cái cây này đi. Nó trồng đại ra. Bên đây thì mía. Vậy sắp tới không sợ thiếu nông sản để ăn nữa nè. Nói chung là thu ruộng cũng đã ổn ăn. Mình sẽ nghiên cứu thêm mấy phần chế tạo về súng này. Súng trong này mình lần trước mình chế tạo được SMG đang. Tiếp theo là mình có thể chế tạo được cây này nè. Rồi tiếp theo là lên cây này nữa. Rồi tiếp theo là lên cây Machine Gun nè. Cây này giống như kiểu cây M249 nè. Nhưng mà hết rồi, hết sáp rồi. Hết cái Ether sáp rồi. Giờ chế tạo được cây này ha.
Cái cây này chế tạo ở ở trong này nè. Thép mình thì hết hả? Thép hết. Thép hết đó thì mình sẽ lên phía bên trên nè. Trên này có đây. Lấy xuống phía bên dưới. Bỏ trong này để bắt đầu đó, dứt ra một cái ăn. Được luôn cái cây kế bên luôn nè. Dứt luôn đi ăn. Coi như là thử nghiệm đi. Vậy là sau này thiếu bánh răng nữa. Bánh răng này đi lút được hoặc là tự chế cũng được. Xong một cây. Cây này thì mình sẽ thử xem coi. Sử dụng chung với đạn của súng nhắm nè. Nhìn hình dáng nó giống AK lắm nhưng mà nó hiện đại hơn AK. Có 10 viên nha. Cây này bắn giống như ếch, cái ếch trong PUBG á. Bắn từng viên từng viên từng viên. Auto được không? Bật chức năng auto sấy được luôn. Còn cây này thử coi. Cây này mình sẽ thử luôn ha. Xem coi nó ra làm sao đây. Cái này là M4 hả? Cây M4. Cây này chắc là 30 viên á, một băng á. 35 viên hả? Thôi chế tạo khoảng tầm 20 viên thôi, còn chừa lại mấy cái nguyên liệu để mình còn chế gì mình chế nữa chứ. Một có được 3 viên nha. Ok, chờ chút xíu thôi. Mình sẽ làm một chuyến lên đường ăn. Đi tìm, bên đó có cái mỏ nè. Mình sẽ hủ sẵn cái máy đục của mình nè. Đây, máy đục đây nè. Máy đục đây để đục không. Tìm cái hầm mỏ mới thôi. Hầm mỏ gần nhà mình là hầm mỏ sắt. Cho nên phải đi tìm mấy cái hầm mỏ. Có nhiều hầm mỏ khác nhau lắm. Mỏ sắt thì bây giờ sắt thì có nhiều rồi. Hai mấy viên rồi nè. Để hai đạn cho cái M4 này của mình cái M4 này nè. Xem có được bao nhiêu viên. Đúng rồi, không ngoài dự đoán nha, chính xác rồi. Còn cây này thì giống kiểu ếch, cái ếch mà có thể sấy được nữữa. Mà có lắp scope, đúng rồi, thử rồi. Có slot lắp scope. Còn cái này thì cũng có luôn nữa. Vậy thì tháo bên cái súng nhắm cùi ra đi. Tháo luôn cái đồ hai đạn nhanh ra, lắp vô cho cây này thì không được, nhưng mà scope thì lắp được không. Ngon, cây này để sấy cận chiến. Còn cây này thì để tỉa từ xa, đẹp. Cái súng nhắm cùi chắc bỏ nhà luôn quá. Nhắm này bắn không có chết, một phát không chết. Đi với bộ combo shotgun nữa là đẹp. Cái SMG thì đem theo hờ đi ha. Và đạn thì có thêm một mớ nữa nè. Rồi bây giờ thì lên đường thôi. Tìm những cái mỏ mà có quặng rồi đó. Sẵn mình đi khám phá vùng đất mới ăn. Ở tập trước đó, mình chế tạo được chiếc xe tải nhưng mà xe tải đi chậm quá. Xe này đi nhanh hơn hẳn ăn. Chạy vậy chứ gì đâu, nó bò cà bò cà bò à. Cái xe tải nó được cái nhiều slot thôi chứ chậm như rùa á. Xe này hôm nay mình lủi đại ăn. Trên đường đi thì mình thấy có mấy quặng copper này đó, cho nên bây giờ đã đến lúc kỷ nguyên của copper rồi. Mình phải chế tạo rất là nhiều đạn và cần có nó đó. Nó với lại sắt ha. Có cả quặng dầu kế bên đó, nhưng mà có đem theo cái, có luôn nữa. Có đem theo cái xẻng, mình sẽ lấy cái xẻng ra luôn. Nhà của mình có mấy cái mỏ này nè, nhưng mà có hai cái thôi à. Tiện tay ở đây trên đường đi có dứt luôn. Vậy là sắp tới mình không sợ thiếu sáp nữa ăn. Lát có thể nghiền ra được từ gỗ. Chỉ còn thiếu dầu nữa thôi là có polymer. Coi như là polymer giải quyết được vấn đề xong rồi đó. Chỉ còn đi đào sắt với lại đào thêm cái copper nữa. Để làm mấy cái bánh răng. Rồi kết hợp sắt với lại bột bột carbon á. Để làm mà thép nữa. Ở bên đây thì mình đang đi hướng phía bên đây nè. Hướng phía đây mình thấy cái chấm hỏi cho mình sẽ khám phá luôn ăn. Chỗ này gần căn cứ của mình mà mình chưa có khám phá nè. Chỗ này là chỗ cà chua nè, cái ngôi làng của mấy cái tên hộ dân nông dân á bạn. Có mấy cái cà chua á, mình vô mình lướt rồi cho nên bây giờ nó được đánh dấu rồi luôn. Còn chỗ này thì chấm hỏi nè. Thường thường là mấy cái chấm hỏi nó hay có mấy cái khu đặc biệt á. Cái ghế vô thử coi. Ở chỗ này không vậy? Thấy có căn nhà nhỏ nhỏ và thấy có người, có người, có người. Thử súng luôn không? Hụt rồi. Wow, một phát gần chết thôi chứ không chết á. Bắn thường thì một phát ra đi rồi. Này chỉ là nông dân thôi. M24 cái này là cái lựu đạn công thức chế tạo. Chai nét cũng M24. Và vô trong này thì thấy hơi lắc lắc rồi đó. Trong này xem có gì lúa đó băng. Có một cái rương, có một cái rương. Đứng dưới này thì mình có thể giói tay lên lấy được. Trời ơi, vật liệu xây dựng foundation bằng đá. Lượm về để dành luôn. Để dành mình xây dựng một cái khu vườn để mình trồng cây luôn. Rồi có cầu thang để leo lên phía bên trên nữa nè. Ổn phải, cái cây. Cái cây này thì
Ờ, đi lên được luôn. Nhưng mà trên này cũng không có gì hết à. Bà mình đã đến chỗ chấm hỏi chưa? Chưa nữa hả? Ở phía bên này. Chưa tới, chưa tới. Mình mới thấy có cái rương nữa đúng không? Ai già xém chứ đâu bỏ sót rồi. Cố mình lút cho hết đi anh. Nhiều khi nó có hạt giống đồ ở trong á. Chỗ mấy farmer này hay có dấu hạt giống lắm. Scope X4. Trời, thêm một cái X4 nữa ha. À, X4 này hơi lỗi luôn á. Lắp cho cây M4 nha. X4 thì ảo ma lắm. Đó, nhắm rất là xa. Trong khi X2 nè. Đó, nhìn gần hơn là khác hẳn luôn á. Trong khi X4 quá là cùi bắp. Đúng là phải đảo ngược lại là hợp lý á. Và tiếp tục lên đường. Bây giờ buổi tối ăn. Nghiên cứu trồng cây nhà một hồi cái buổi tối luôn rồi. Và đến với cái mỏ gì đây? Trước cửa mỏ là mình thấy có cái quặng nè. Quặng này là quặng nè. Rồi luôn, để luôn rồi. Hay quá. Mỏ này thì cái mỏ này nó cấu tạo nó giống y như cái mỏ mà mình hay farm á. Mỏ đây nè, nhà mình đây nè các bạn. Mỏ đây nè, là mỏ đá, mỏ sắt chứ. Còn phía bên đây thì nhìn y chang luôn. Nhưng mà không thấy thấy vàng vàng rồi. Chắc là quặng copper á. Xuống mình xử tụi nó hết rồi. Nạp đạn lọc cái. Hôm nay có súng mới rồi. Không sợ tụi dưới này nữa đâu. Súng lên nữa nè. Một viên vô đầu. Tầm hai viên là đi. Hai viên vô người cũng chết luôn á. Cái tên là hiểu rồi. Đúng rồi nè, quặng nè. Có sáp nè. Đục luôn, đục luôn. Tiện tay anh. Với cái này bây giờ thì đào được nhiều lắm. Với đằng sau thì... Ui chà. Ủa? Nó spawn cả trên xe mỏ luôn nữa không? Bên cái mỏ sắt mình đâu thấy có cái này đâu. Ây da. Phan đã, phan đã. Đi đào hơi sớm, đi đào hơi sớm. Một phát vô đầu. Ủa, một phát vô đầu chết luôn kìa. Bắn vô người thì chắc phải tầm 3 phát anh. Không có tên bắn súng nên không sợ. Đỡ. Lấy mà bom xay thử coi. Wow, chết liền mà. Xuống dưới cái đầu lên nè. Đỡ cái siêu ha. Với mấy tên này thì phải lấy shotgun ra chơi nè. Tên này shotgun là chơi là đẹp nhất. Góc này khó quá. Dính nè. Canh cho nó đánh một phát 20. Đau rồi, đau rồi, đau rồi, đau rồi. Hai đạn cái, mình chỉ còn 12 viên nữa thôi. Một phát vô đầu rồi đi. Ó, sắp đi, sắp đi, sắp đi rồi. Nhấp nhấp một phát. Nói chung mấy tên ở hầm mỏ thì cũng giống như là ở bên cái mỏ sắt của mình thôi ăn. Cũng y chang vậy thôi, nhưng mà khác ở chỗ là mấy cái mỏ ở đây, mấy quặng đây nè. Thì nó thay đổi. Còn cấu tạo của cái hầm mỏ thì y chang vậy luôn à. Không gì thay đổi hết. Mấy tên nô lệ ở đây cũng y vậy luôn. Ôi, có cà rốt nè. Lên level 48 và một hồi đó thì mình hình như là đã được clear xong khu vực này rồi đó. Tất cả mọi thứ ăn. Mỏ cướp đồ nô lệ là trên này thì hình như hết rồi. Chỉ toàn mấy con thu hôm nay được thôi. Súng thì còn có mấy chục viên nha. Làm xong cái hầm mỏ cái. Và để coi mình nhận được bao nhiêu rồi. Ship ship là một cái ăn. 1.000 mấy luôn hả? Wow, làm xong cái hầm mỏ là về đốt lên xài thoải mái luôn ăn. Về gần nhà lia thêm cái hầm mỏ sắt nữa. Là hai cái đó là kết hợp là ngon luôn để làm bánh răng cho sau này nữa. Nhưng mà sẵn ở đây ăn. Coi còn cái chấm hỏi nào gần nữa không? Chấm hỏi với mình đây à. Chỗ này là chỗ ngôi làng muối nè. Bữa giờ đi qua đi lại vậy mà mình không thấy cái chỗ này. Chưa có vừa khám phá khu vực này. Chỗ này có cái chấm hỏi nữa. Mình sẽ ra đường nhựa đi ăn để tới chỗ chấm hỏi đó, thử xem là cái gì. Sẵn trên đường đi thì đi luôn à. Dưới này sắt nhiều lắm. Ủa, trời, sắt đây nhiều vậy. Ngon, 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 từ từ từ. Ủa, sắt nhiều quá, cho nên mình ghé xuống mình đục phát nữa đi. Bên kia có nè, mình như mình kia lưa thưa quá. Cho nên thôi.
lên đường trên đường đi hay có mấy cái trạm để giúp lút dạo lắm, chỗ mấy con hươu này cũng có nè. Đó mình thấy có cái đường xanh xanh rồi đó, đây có con heo à, heo mình không đụng như nó thì nó không tấn công mình đâu. Gạch đá đúng chỗ phế liệu luôn á, không có gì hết rồi. Tấp tấp ở phía bên đây cái tới luôn nè, chứ đúng là ngay luôn đó, mình đoán là hầm mỏ đó nhưng mà không biết phải không. Rồi luôn hầm mỏ luôn, và mỏ này thì là mỏ sắt luôn à, và cấu tạo cái mỏ cũng y chang vậy anh, vậy là giống y cái quặng nhà mỏ nhà mình rồi. Bên đây thì còn thêm chấm hỏi nữa thì tiện tay luôn ghé luôn chứ còn chờ gì nữa. Hình như là một căn nhà, một căn nhà của dân làng hay sao á, không phải mỏ thỏ hả? Trời ơi, cái này là mỏ của mấy con thỏ này, nếu mà lại ra đây là nó sẽ có nguyên một nùi luôn á, giống với lại gần chỗ cái ông bán hàng gần nhà mình đó các bạn, có nguyên một nùi 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 á. Đi một hồi thì sắp sửa cũng sáng luôn rồi các bạn, sẵn thì có thì mình đục luôn cái xe đi anh, xe này thì level 1 mà xe nó cũng có level nữa. Rồi, coi có bánh răng không, đó được ba cái ngon, đỡ tốn một mớ copper với sắt của mình, quặng đó nè ngon luôn. Rồi tiếp tục, chả bao giờ mình phải làm một chuyến về nhà để xem coi cây của mình nó mọc tới đâu rồi đây, đặc biệt với mấy cây cà chua đồ ăn. Mía thì chắc là lớn rồi, cà chua rồi chắc là bây giờ chắc cũng đã lớn rồi. Ui, có một căn nhà quan nữa à. À, căn nhà quan này chắc để lút dạo rồi. Tiện tay. Dạ, nghe tiếng chân. Ui, lắc. Từ từ, đục luôn, đục luôn. Với này cầm rìu thì đục gì thì không thể tấn công mình. Đó, không phải là gần luôn mà. Chuối, ồ, có bắp, được á. Trời ơi, mấy vách tường không à. Mở cái cửa ra một phát. Sau một chuyến đi thì cuối cùng mình cũng về tới căn cứ rồi đây. Để xe đây đi ăn. À, để cho mấy xe tải này. Xe này đi sướng hơn hẳn luôn á, xe tải đi chậm quá. Và kiểm tra khu vườn của mình thử ăn. Xem coi mọc tới đâu rồi đây. Wow, cà chua ra trái hết rồi nè. Thu hoạch được. Bây giờ bấm F để thu hoạch ăn. Bình thường sẽ open lên nè, chỉ nghe cái cây là nó sẽ hiện cái dòng thu hoạch lên để mình có thể thu hoạch được rất là nhiều cà chua. Sau khi thu hoạch xong cà chua thì nó sẽ cho mình hạt giống đó không? À, nó không cho mình là hạt giống đâu. Hạt phen thì có ăn nhưng mà hạt cà chua thì không có. Và được bắp nè, quá trời bắp luôn, vậy là mình phải ăn rồi. Ví dụ mình muốn trồng bắp nhiều quá là mình phải ăn ăn thật là nhiều bắp ăn để cho nó ra được cái hộp bắp này nè. Sau đó mình bắt đầu đem cái hộp này đi trồng xuống. Đó, trồng xuống. Mình sẽ trồng nguyên cái hun này đi. 1, 2, 3, 5 cái nè. 5 trái nữa, 5 trái nữa. 5 cái hạt giống thôi. Một nó ra được một à. À, một ra được một, vậy ăn 5 trái luôn. Trời ơi. Cố nhồi nhét vô. Đó, được 5 cái, bắt đầu trồng tiếp. Bên đây thì mình sẽ trồng phen thôi ha. À, trồng mía luôn đi, mình sẽ trồng mía nhiều nhiều ăn chứ fan bây giờ berry chắc không cần lắm đâu. À, trồng mía để sau này làm thành đường nữa ăn. Mấy cái bánh ở trong cái chỗ chế tạo á là nó cần nhiều lắm, mấy cái fan này thì lượm ở ngoài đường được. À, chủ yếu là mía với lại cà chua rồi nữa ăn. À, quên trồng cà chua nữa, muốn có cà chua là phải ăn cà chua nữa, nó phải có cái máy nào đó làm được hạt giống nha. Chọn này phải tự ăn, bỏ trong này hết đi. Táo đồ này lúa được nè, hạt giống bỏ trong này luôn ăn. Bắp nữa nè, đó vậy là sắp tới không sợ thiếu bắp nữa ăn. Bắp bây giờ mình có thể đem đi nghiền được. Sẵn mình đem đi nghiền luôn. Bắp phía bên đây mình nghiền ra cái. Đây bột bắp nè, bột bắp sau này sẽ giúp cho mình làm được cái món món này còn có nấm nè. Chỉ được cái món đó thôi chứ mấy cái món này. Món này còn có ớt nè, ớt mình có nè. Bên đây cà chua, bột 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 lúa mì chưa có, tôm mình có, nước mình có. Mình sẽ bỏ đồ vô trong này ăn. Hồi nãy loot được một đống đồ quặng nè. Quặng nãy loot được chủ yếu là cái này nhiều, copper là nhiều không? Bật lên một cái, bật tên này lên một cái. Bao nhiêu đây? Được 50 cái ta ăn.
Đó, nãy mình liền nguyên khu mỏ copper luôn, 600 phôi. Wow, đã luôn ăn. Chỗ này thì được, chỗ hứng nước của mình thì có nước chưa? 10 chai nước luôn rồi. Ngon lành, nó kiểu tạo nước theo thời gian á. Ở phía bên đây thì có thể có mía. Vậy trong tập ngày hôm nay á, mình đã có một khu vườn nè. Chắc là mình rảnh rảnh á, mình trồng cây cho nó dài dài ở phía bên này luôn nè. Đó, để trồng thêm cà chua này ha, trồng thêm bắp đồ, mía đồ nữa, để dành chế tạo thức ăn xịn. Ở tập sau các mình sẽ phải lên đường ha, đi săn những tên chiến binh á, ở bên khu quân đội đó bạn, chiến binh rocket rồi đó, đem về cho nó mạnh ha. Còn video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi các bạn, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy video của mình cũng như series sinh tồn ở thế giới dị nhân thì đừng quên cho mình xin một like phía bên dưới video để mình có động lực làm thêm những video tiếp theo bạn cùng xem nha. Còn bây giờ thì bye bye.